Sâm. Rồi, chào mừng Nam Quang đã trở lại với Trust Media Network và Nguyễn Tiến Dũng Channel, Nguyễn Tiến Dũng Show. Rồi, tiếp tục đi anh Tiến Dũng. Rồi, thì Dũng có nói là nếu mà không có yếu tố nào mới thì những cái cuộc livestream đó sẽ không có cuốn hút được. Bây giờ chị cứ như những lần mà livestream thì chị nên thông báo tình hình để cho bà con biết là cái tên lừa gạt, tên lăng băm hay gì đó được tiến triển tới đâu rồi. Thì rõ ràng là mấy tháng trời không có gì mới hết. Nhưng mà cái mới ở đây và tạo được cái hiệu ứng từ khán giả là hết nghệ sĩ này tới nghệ sĩ nọ bị lôi vào mần thịt. Mặc dù là những người nghệ sĩ đó là không có dính líu gì tới cái vụ việc giữa nhà Đại Nam và Võ Hoàng Yên. Thì ngày hôm nay thì Dũng rất là cay đắng dùm cho anh Hoài Linh. Cay đắng hả? Cay đắng chứ. Cay đắng cho anh Hoài Linh. Cảm ơn cảm ơn Ái Vi Thái nè. Trời ơi, vô nè. Dễ thương. Rồi. Tôi mới vô mà cứ cảm ơn. Tại sao cay đắng là tại sao? Ông biết rồi. Đúng không? Bây giờ quảng cáo thì xong rồi đó. Các nhà quảng cáo làm sao mà người ta dám tiếp tục nữa thưa quý vị. Mặc dù là người ta thương anh Linh lắm, nhưng mà tên của anh Linh đang bị ảnh hưởng như vậy. Rồi Điền Quân với lại Thách Thức Danh Hài. Bây giờ người ta thương anh Linh lắm, nhưng mà bây giờ tâm trí đâu mà anh Linh tiếp tục ngồi ở trên đó để mà làm giám khảo. Đúng không? Cũng phải chia tay. Rồi bây giờ sân khấu bây giờ đó thì đang bị mùa dịch, thì đang bị cách ly, ai mà tới lại sân khấu nữa. Đúng không quý vị? Và đặc biệt á, là với cái căn bệnh ung thư thì Nam Quang với lại quý vị cũng biết rồi, sống nhờ tinh thần. Tinh thần mình lạc quan thì cái mạng sống của mình có thể chống chọi được với lại cái chứng ung thư. Do đó đó mà những người mà bệnh ung thư đó, quý vị đã thấy rồi, rất là nhiều trường hợp phép màu chỉ xảy ra đối với những người lạc quan, tinh thần hưng phấn. Rồi có mình lúc đó thì mình sẽ build được một cái cơ thể và cái system trong cái cơ thể mình khỏe mạnh để mình chống chọi lại được với bệnh tật. Nhưng hiện tại bây giờ thì Dũng thấy là cái điều mà thiệt thòi cho anh Hoài Linh nó quá lớn. Thì với cái sự mà suy sụp về tinh thần hay là sự ảnh hưởng mất mát này, vì mất bạn diễn, mất rồi tai tiếng, rồi bị đấu tố, rồi từ thiện, rồi bị chửi bới, rồi mọi thứ như vậy. Thì Dũng cũng lấy làm thương cảm, cũng mong là anh Linh có đủ nghị lực để anh vượt qua trong cái giai đoạn khó khăn này. Đó, đó chính là buồn vui đời nghệ sĩ, vì tan nát đời nghệ sĩ là như vậy. Tiếp theo sau nữa là bây giờ, hiện tại bây giờ là Phi Nhung và bé Cường, Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường và Phi Nhung ngày hôm nay sáng này Dũng lên Dũng coi thì Dũng thấy là Phi Nhung đã mạnh mẽ lên rồi đó. Phân tích chuyện này là như vậy, vậy tiền như vậy, vậy 18 tuổi thì như thế nào, thế nào, thế nào. Rồi đâu đó là vậy, và nhờ công an, nhờ chính quyền vô của bé Hồ Văn Cường cũng vậy. Con nhờ cô, con nhờ chính quyền vô cuộc để giúp con, giúp mẹ Nhung. Dũng rất đồng ý cái chuyện đó thưa quý vị. Bởi vì lúc đó thì nhà cầm quyền và những người mà bộ sở ngành có trách nhiệm mới nghe cái tiếng kêu đó rồi mới cứu được. Đúng không? Chứ không có lên hát hò chị ơi chị à. Đúng rồi. Rồi vẫn bị chửi. Dũng nói là trời ơi, cái đó là y chang. Bà không có nhận ra được cái thành ý của Phi Nhung đâu, nhưng mà là sẽ bị chửi đó. Rồi, chửi rồi, con mày là con rắn độc. Sao? Mày tưởng mày hát hả? Mày hát hả? Mày giả tạo hả? Quý vị ơi, đó là con rắn độc chứ quý vị. Mày quan hệ với hai anh em một cái thằng nào đó hả? Trong bộ, trong cục, trong gì gì đó. Rồi, giờ cái mày là miệng ngọt nghèo. Nhưng mà hả? Mày muốn xử ai là mày xử nên rồi. Đó, tới nước đó thưa quý vị. Thì cái bé, ông thấy sao cái sự kiện của bé Hồ Văn Cường giờ này lớn ha? Sáng tôi gửi ông đó chắc chưa coi quá. Có coi trước ông rồi. Vậy hả? Tôi coi nhưng mà tôi không muốn làm phiền ông, tôi không muốn gửi với ông mấy cái đó. Vậy thôi. Nhưng mà thưa quý vị, anh Dũng anh nói đúng cái chỗ này nè.
mà như trước giờ gì anh cũng nói đúng hết á. Ok thì con khóc thì mẹ mới cho bú, hoặc là mình gõ cửa thì cửa mới mở. Quý vị, Chúa nói mà, Chúa Giêsu nói gõ cửa cửa mới mở đó. Thành ra trong cái trường hợp mà công dân mà bị ức hiếp á, thưa quý vị, giống như là Hồ Văn Cường với lại Phi Nhung đó, thì rõ ràng là cũng phải nộp đơn lên chính quyền. Cũng giống như mấy cái chị Việt Hà rồi bà Lê Thị Giàu đó, Nam Quang với lại anh Nguyễn Tiến Dũng cũng khuyến khích anh Hoài Linh, hoặc là những người mà bị ảnh hưởng trong cái đợt mà đấu tố của chị Cuồn Cuộn vừa qua, mình phải lên tiếng, mình phải viết đơn, mình phải khởi kiện. Ngay cả ông Võ Hoàng Yên cũng vậy nữa, cũng nên làm đơn khởi kiện. Là tại sao những cái cáo buộc, những cái lời vu khống của cái chị Cuồn Cuộn này nó đã làm ông thân bại danh liệt rồi. Nhiều khi trong cái giấc mơ, ông Quang có nghe Võ Hoàng Yên nói là thôi tôi đi tu rồi, nên ra thôi tôi cũng không có muốn làm lớn chuyện nữa. Không biết cái giấc mơ nó có thành hiện thực hay không, nhưng mà Nam Quang khuyên thầy Võ Hoàng Yên á, là phải mình phải hành động, mình phải khi mà mình bị người ta tố cáo mà nó không có đúng cái sự thật như vậy, thì mình phải có cái trách nhiệm là mình phải kiện lại cái người đó. Tại sao? Nếu mà những cái người đạo đức, những người tử tế không có lên tiếng thì những cái bọn mà ma cô, những cái đám mà xấu nó hoành hành, phải không? Đúng không quý vị? Đó, người ta nói như vậy mà. Cái xã hội mà nó xấu không có phải là do cái kẻ xấu đâu, mà do những cái người tử tế không có lên tiếng. Tại vì khi mà cái người tử tế bây giờ cũng nhiều hơn là cái thành phần xấu hết, mà những cái người tử tế mà quyết tâm tiêu diệt những cái kẻ xấu ăn trộm ăn cướp, những cái đứa mà chửi bậy chửi bạ, làm hại đến gia đình người ta, làm hại đến sự nghiệp người ta, thì chắc chắn là mình sẽ trị được, phải không quý vị? Thì không vậy thôi. Thành ra Nam Quang nghĩ là Phi Nhung đã làm đúng, bé Cường làm đúng, không biết Hoài Linh có Hoài Linh ở trong gửi đơn kiện gì chưa? Quý vị có biết về vấn đề của anh Hoài Linh không? Không biết anh Hoài Linh có kiện tụng gì không, hay là anh lại để cho nó chìm xuồng qua phà? Ngay cả cái vấn đề mà cái account của ảnh về ngân hàng của ảnh, những cái vấn đề tất cả giấy tờ đó sao kê của ảnh mà nó bị khui ra đó, thưa quý vị, cái đó phải thật sự phải vô phải tố với lại cơ quan công an mà phải làm cho ra lẽ, chứ còn không là cuối cùng cái xã hội Việt Nam nó loạn lên. Quý vị nghĩ đi, vài bữa nữa những cái người giống như Hoài Linh á mà còn bị ăn hiếp được, thì những người giống như quý vị á, những người dân thường thấp cổ bé miệng giống như quý vị, họ muốn làm cái gì mà không được, đúng không? Họ búng quý vị giống như là họ muốn là họ ký đầu, họ muốn là họ búng lỗ tai liền. Đâu có cách gì mà quý vị có thể quý vị chống lại được họ, đúng không? Quý vị mà thiếu tiền gì họ hay gì đó, là họ cho xe cần cẩu tới, họ cẩu nhà, cẩu họ bưng đồ bưng đạc của quý vị đi ngay giữa ban ngày ban mặt luôn, quý vị cũng đâu làm gì được đâu, đúng không? Thành ra bởi vậy, cái vấn đề chính là cái người tử tế phải lên tiếng, phải chung tay với nhau để mà clean up cái xã hội. Những cái con sâu làm rầu nồi canh đó, mình phải clean up nó đi. Tới lúc rồi. Ok. Rồi trở lại với lại anh, xin mời. Thưa quý vị, thì Dũng thấy là trong đó ít nhất là tới 2-3 nghệ sĩ hải ngoại bị. Hoài Linh nghệ sĩ hải ngoại nè, Phi Nhung nè, rồi Kỳ Duyên nè, nhưng mà Kỳ Duyên bị nhưng mà nhẹ nhẹ thôi. Ừ. Mày Tao rồi cũng lôi ra rồi, nhưng mà Phi Nhung gì đó, Kỳ Duyên bị nhẹ nhẹ thôi. Trốn luôn rồi. Thì làm cho Dũng liên tưởng anh Hoài Linh, làm cho Dũng liên tưởng đến anh Trần Văn Trường. Ừ. Cũng là những người mà nghe lời kêu gọi từ phía quê hương, đi về quê hương đầu tư cái trại tôm trại cá gì đó anh Trường hả? Cái ông Trần Trường mà treo ảnh Hồ Chí Minh ở giữa bốn xe đó. Đúng phải không? Rồi xong rồi bị biểu tình 40 mấy ngày đêm. Ừ. Xong rồi ảnh về Việt Nam, xong rồi ảnh đầu tư, rồi sau đó rồi ảnh đứng giữa một cái đồng không, ảnh cũng mặc một bộ đồ bà ba trắng. Ừ.
cái ảnh là chửi ngân hàng tới tịch thu tài sản của ảnh. Ừ. Xong rồi sau đó rồi ảnh bay về lại Việt Nam, bay về lại Cali. Rồi ảnh có một cái buổi họp báo để xin lỗi bà con kiều bào ở hải ngoại. À. Thì hầu như là ảnh cũng bị mất hết. Thì bây giờ anh Hoài Linh cũng vậy. Hoài Linh về Việt Nam. Rồi bây giờ xảy ra sự kiện như vậy. Thì không thấy ai... thấy có ai binh vực Hoài Linh không ta? Hầu như là không ha, mà bu vô mà đập ảnh tơi tả thêm. Ok. Đề nghị rút. Có những đa số fan của Hoài Linh thì chắc chắn vẫn binh Hoài Linh rồi. Năm qua có hồi cách đây 2 hôm có vô trong cái fanpage của Hoài Linh, trong đó có 550.000 thành viên. Thì họ đa số là họ binh vực Hoài Linh, họ tin tưởng Hoài Linh. Thì có một số nhỏ thì cũng nói là đáng lẽ ra là anh Hoài Linh cũng nên làm sớm chút xíu, chứ đừng có ngâm quá lâu, mặc dù là bệnh đồ này nọ, như và cũng nếu mà bệnh không làm được thì giao cho những cái người mà ở trong nhóm đó, những người manager có trách nhiệm để họ giải ngân cái khoản tiền đó sớm chút xíu cho bà con thì nó vẫn là tốt hơn là cho đến bây giờ. Thì thật sự những cái ý kiến đó của họ cũng rất là đúng đó thưa quý vị, chứ không phải là không đâu. Thì bây giờ chuyện đã rồi thì người ta chỉ nói là giá mà thôi. Giờ mà thì mình đó không là thay giá đổi mà. Được thì đúng giờ rồi. Là giá mà thôi. Thì đó, ngoài những người fans của Hoài Linh ủng hộ Hoài Linh bằng những cái post, những comments, thì chắc không có còn ai ngoài Tiến Dũng với lại Nam Quang lên tiếng công khai bên vực Hoài Linh. Những cái kênh YouTube ở trong nước thì chắc chắn là họ theo bà Nguyễn Phương Hằng rồi. Phía bên ngoài này có những cái bài phân tích đó, tại vì sao khi mà Nam Quang nói là Nam Quang nói chỉ có mình Nam Quang với Tiến Dũng thôi, tại vì là mình Nam Quang với Tiến Dũng mới phân tích vô đúng cái chủ đề là mình tin tưởng vào binh vực Hoài Linh, chứ còn không có lan man. Thì có thể là anh Tony Phạm với lại Phạm Ngà cũng có nhắc một chút xíu đến vấn đề Hoài Linh, với lại hoặc là cái cô Phương Anh hả, anh Phương Anh Uni đó. Phương Anh chắc cũng có binh vực Hoài Linh, nhưng mà nó không có vô cái chủ đề đó. Nhưng mà mình cũng phải khen những cái người YouTube với lại Facebook ở bên hải ngoại này cũng có những cái gọi là đứng về phía chính nghĩa, biết những cái gì sai, những cái gì trái để mà mình phân tích cho nó ra lẽ. Thì tôi nghĩ là ngoài những cái người đó ra thì cũng rất là ít người có dám đứng lên là công khai binh vực Hoài Linh, mặc dù là họ rất là muốn binh vực Hoài Linh, nhưng mà họ sợ lắm. Tại vì quý vị biết đó, hầu như tất cả chúng ta luôn, ai cũng đều có quá khứ, và không ai dám đứng ra mà tự vỗ ngực mình mà nói quá khứ mình quá tốt đẹp đó. Không có quý vị. Và những người nghệ sĩ cũng vậy, người ta cũng giống như bao nhiêu người thôi, nhưng mà bởi vì kèm theo những cái tên tuổi tiếng tăm, người ta lại càng sợ bị moi ra làm nhục, bị moi ra quá khứ người ta ra đều nói này nói nọ. Rồi để cho mọi người bàn tán, để người ta sỉ vả tùm lum tà la. Do đó có nhiều người nghệ sĩ muốn binh anh Linh nhưng mà không dám, thưa quý vị. Rồi người ta lại bị đem ra, người ta lại bị những cái quá khứ người ta yêu đương, rồi chồng vợ, rồi mối quan hệ cha mẹ con cái, rồi con cái của người ta bị moi ra tùm tà la. Người ta sợ hãi quá, bởi vì người ta biết người ta không được bảo vệ, đúng không? Quý vị thấy rồi đó, cái tên mà đi hack vô trong cái Facebook, là quý vị cứ tưởng tượng Facebook chính là mỗi một người có một trang Facebook, chính là một cái ngôi nhà riêng tư của mình. Cái nào nhà mình thì mở cửa, nhưng cái nào mà mình muốn show ra cho người ta thấy thì người ta mới đọc, người ta mới thấy được. Còn những cái nào mà của riêng tư thì không ai được vô coi, bươi móc dòm ngó được. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái tên mà hacker đó là vẫn hoạt động, vẫn công khai nhận tiền của chị Hằng. Chị Hằng cho 1 tỷ nhưng mà nhận 500 triệu thôi, rồi trả lại cho chị Hằng 500 triệu vụ vậy. Vẫn ngang nhiên hoạt động như vậy thì làm sao mà người dân người ta tin tưởng vào pháp luật, tin tưởng vào chính quyền là người ta được bảo vệ. Cho nên cái mạng người ta còn chưa có lo xong, người ta còn biết người ta bị đánh úp lúc nào, thì làm sao mà người ta đi bảo vệ người khác được, thưa quý vị. Đó chính là cái sự đau khổ của những người mà nghệ sĩ trong những tháng vừa qua và hiện tại cho tới không biết tới bao giờ, đúng không quý vị? Đó thì
ngay cả thậm chí những người nghệ sĩ với nhau, ví dụ như vừa rồi Duy Mạnh tự nhiên lên công bố nói gì Phi Nhung nó gọi điện thoại nó kêu tao chửi bàn đi rồi giờ nó tự nhiên khai ra vậy đó. Rồi có phải là giết nhau quý vị xong à, chị ơi chị à rồi bây giờ chị ơi chị à, em không giận chị đâu, trong khi nó mới vừa kêu tao chửi bàn đi. Trời Vũ không hiểu đâu, bây giờ nó loạn tới mức độ đó thưa quý vị. Xong rồi Thủy Tiên vừa mới cung cấp thông tin gì cho chị Hằng gì đó xong, bây giờ bà lôi ra nữa, bà kêu là yêu cầu nhà nước phải vào cuộc để điều tra những cái số tiền mà có Thủy Tiên đã đưa đi nữa. Mới vừa hôm bữa là Thủy Tiên la lên vụ mà Trấn Thành chưa chuyển mấy triệu mấy tỷ rồi đó, rồi xong bây giờ bị dính luôn. Thì thưa quý vị, trong giới nghệ sĩ đâu có phải ai cũng buồn thưa quý vị. Sẵn đây thì mình nói luôn những cái vấn đề là về cái cuộc sống và thị trường. Thị trường nó có nhiêu đó thôi. Ngày xưa cách đây như là cái thời mà của Thu Phương, Bằng Kiều, rồi những người mà ở bên Việt Nam đi qua đây biểu diễn thưa quý vị, thì những người nghệ sĩ hải ngoại, một số người welcome, một số người không ưa mà cũng không nói, mà có một số người có nói ra lời luôn, chống, không muốn. Là tại sao? Bởi vì cái thị phần khán giả hoặc là cái bicycle nó có bao nhiêu đó thôi. Thì thí dụ như là chưa có lực lượng ca sĩ, nghệ sĩ bên Việt Nam qua, thì nghệ sĩ hải ngoại cứ chị diễn vòng vòng mỗi tuần hai ba số đều vậy. Nhưng với cái lực lượng ca sĩ bên Việt Nam qua, Đàm Vĩnh Hưng, rồi Thu Phương, rồi gì nhiều lắm, Nguyễn Hồng Nhung, Mỹ Linh, Ngọc Anh, rồi cái gì Trần Thu Hà, cái gì đó nhiều lắm ở bên Việt Nam. Quang Linh, Lam Trường, Đan Trường, rồi cái gì chị của Minh Tuyết là gì, cô tự nhiên cái xương quên ngay xương. Hà Phương. Hà Phương rồi xong rồi chị của Minh Tuyết nữa. Có hai người chị. Đúng rồi. Đó. Thì qua đây thì thưa quý vị, sân khấu có mọc thêm ra không quý vị? Để em ra đem coi thế nào quý vị cũng nhắc Dũng nè. Để quý vị thế nào cũng nhắc nè nha. Cẩm Ly, đúng rồi. Đó những người nghệ sĩ thời đó qua đây thì người ta không có lỗi gì hết. Nhu cầu khán giả ngoài nước muốn coi ca sĩ trong nước đang nổi đình nổi đám với làn sóng xanh với những bài hit gì đó thì rõ ràng người ta có nhu cầu để mà người ta xem, chứ người ta cứ xung quanh đây cứ xem nghệ sĩ hải ngoại hoài, đúng không quý vị? Thì lập tức là có cái nhu cầu đó thì các bầu show mời nghệ sĩ bên Việt Nam qua, thì mời qua như vậy thì sòng bài có mọc lên thêm đâu, đúng không ạ? Những các nhà hàng rồi các show chậu gì đó có mọc lên thêm đâu ha. Thì một số ca sĩ kêu qua thì một số ca sĩ hải ngoại phải bị mất show, đó là chuyện bình thường, đúng không? Có một vài ca sĩ Việt Nam qua thì thay vì hồi đó là mời được 5 hay tới 10 ca sĩ hải ngoại cho một show thì bây giờ cần hai cái tên của Việt Nam qua thôi, còn 7-8 tên kia là ca sĩ local, ca sĩ của từng tiểu bang. Vì vậy thì rõ ràng là sao ạ? Thì sẽ có 7-8 ca sĩ hải ngoại mất sổ. Vậy thì họ có ưa nhau không? Đương nhiên rồi. Mất sổ, mất tiền, mất nửa cơm sao mà ưa. Do đó mà cái thời điểm đó có một số những cái cuộc biểu tình, những cuộc chống đối. Nếu như mà có nhỏ đó là không có tôi, có ca sĩ đó là không có tôi. Xong rồi tẩy chay bầu này, tẩy chay bầu kia, tẩy mời ca sĩ trong nước qua này nọ. Thiệt ra là nếu mà có mời ca sĩ trong nước qua thì khán giả người ta được nhiều món ăn tinh thần, người ta được mãn nhãn, người ta được giải trí, người ta bỏ tiền ra để người ta đi coi. Thì bù lại ca sĩ bên này mất show. Cái có sự chống đối cũng ngầm có, dữ dội có, từ lum tà la hết. Rồi. Quý vị thấy phức tạp không quý vị? Đúng không? Có phức tạp, mình thấy rõ ràng, đánh vô cái nồi cơm hẳn hồi luôn. Giống y chang giống như là hàng Trung Quốc nhà qua thì hàng Mỹ ế, nhân công Mỹ không ai mướn, giá mắc quá, rồi nhiều luật lệ quá, thì hàng Trung Quốc qua thì hàng Mỹ không ai, không có sản xuất được, thì y chang vậy, hàng Việt Nam vô thì nghệ sĩ hải ngoại mất.
mất nồi cơm. Rồi ngược lại, tới thời điểm bây giờ y chang vậy, nhưng nghệ sĩ hải ngoại bay về Việt Nam thì rõ ràng sao, thưa quý vị, khán giả Việt Nam thích, bởi vì những cái gì nó lạ, những cái gì mà nó không có, những cái gì mà nó xa xôi à thì thích. Thì khi mà nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam thì đương nhiên nghệ sĩ Việt Nam cũng sẽ bị sao, bị mất thị trường. Những cái game show có nghệ sĩ hải ngoại thì sẽ bớt đi nghệ sĩ trong nước. Những cái sự kiện của các công ty lớn, đình đám, đúng không, thì sẽ có Quang Lê, sẽ có Minh Tuyết, rồi sẽ có Thanh Hà, rồi sẽ có Kỳ Duyên, rồi sẽ có những người nghệ sĩ hải ngoại. Thì đương nhiên không lẽ vừa nghệ sĩ hải ngoại rồi nghệ sĩ trong nước đều là làm chương trình kéo dài tới 10 tiếng, không lẽ vậy, thưa quý vị. Thì những người nghệ sĩ trong nước người ta cũng đâu có khoái đâu. Đó, đó là lý do mà tại sao mà Dũng nói là ông bà xưa có nói hai cô ca sĩ có yêu nhau bao giờ được đó, ít nhiều gì cũng có đúng chứ phải không. Cũng người ta nói buôn có hội, bán có phường. Ví dụ Dũng với Nam Quang thân với nhau, ví dụ ai mời Dũng, ê nhớ kêu Nam Quang, nhớ kêu Nam Quang nha. Hay là ai mời Nam Quang, ở trong group tôi nè, có con Dũng nè, có tôi Ni Phạm, cái này có nọ này đi nha. Nó cũng có bè, có phái, nó cũng có group, nó cũng có đầy đủ hết. Thưa quý vị, quý vị nếu mà quý vị coi diễn hài, quý vị biết có những cái kịch hài này, cái group này thì sẽ có những nghệ sĩ này, nghệ sĩ này, tức là người ta thành một những cái group, những cái hội đoàn, những cái gì với nhau. Đó, thì bây giờ anh Linh bị như vậy, Hoài Phi Nhung bị như vậy, đâu phải ai cũng thương anh Linh, đâu có ai cũng thông cảm cho anh Linh, mặc dù người ta không nói ra bằng miệng thôi, đúng không, nhưng mà người ta đâu có khoái. Rồi Phi Nhung cũng vậy, đâu phải ai cũng khoái Phi Nhung, đứng lên vì Phi Nhung này đi Phi Nhung đâu. Đó, đó chính là những cái lý do mà ngày hôm nay Dũng nói là tan nát cái cuộc đời những người nghệ sĩ là vậy. Thì có những người nghệ sĩ khi mà đến lúc mà gặp sự cố này nọ kia, nhiều đồng nghiệp hay là khán giả thương lắm. Còn có nhiều những người nghệ sĩ, đây Dũng không có nói chính xác người nào nha quý vị, nhưng mà trong lúc mà mình còn đang làm mưa làm gió đó, tôi thách ông nói rồi. Có thằng đó hả? Con đó là không có tôi nha. Có thể Hoàng là không có Nam Quang đó nha. Nói thí dụ vậy. Đặc biệt là những cái người mà bật đàn chị nha, hay là những người mà hát cùng một loại nhạc á. Có nhỏ đó hả? Thôi tôi không hát. Hoặc là không có nói quỵt tẹt ra như vậy, nhưng mà cái mặt không có vừa ý ha. Không có vui ha. Thiệt bầu xô người ta cũng sợ rắc rối lắm quý vị. Người ta mời người này thì phải ta né người kia, người ta mời người kia cái ta né người nọ. Có những người kỵ nhau, hay là có những cái người mà hay nói thành lời luôn, hoặc là những người mà, bởi vì quý vị sẽ thấy là có những ca sĩ này tự nhiên cái văng ra khỏi cái trung tâm này, những ca sĩ kia văng ra khỏi trung tâm nọ là biết rồi đó. Thì người ngoài có thể không biết, nhưng mà trong giới người ta biết là nguyên nhân tại sao mà tự nhiên cái có hài sĩ này đang hay tự nhiên biến mất tiêu. Đó, ví dụ vậy đó thưa quý vị. Thì đến khi mà đụng chuyện xảy ra thì đó chính là cái một cái mà cơ hội để cho những cái người mà ca sĩ mà bị o ép, bị tẩy chay, bị gì bị nọ, ta cũng hả lòng hả dạ chứ mới không. Đó, đó là vậy. Rồi thí dụ như là đó, trở lại Phi Nhung với lại Duy Mạnh, bữa nó mới kêu tao chửi, chửi gì kỳ vậy. Coi như là bà Hằng này bà làm cho những người nghệ sĩ này là coi như là hiện nguyên hình hết, mà ai đấu với ai, ai ghét ai, ai nói gì ai cự, ai canh, ai ganh, ai ghét ai là lòi ra hết gì đó. Tức là bây giờ là hết nhìn mặt nhau luôn, cho nên không phải chỉ mình anh Hoài Linh với lại Phi Nhung lãnh đạn không đâu, mà nhiều người ở trong giới nghệ sĩ đang bị phân hóa, đang bị chia rẽ bởi chị hai cùng với lại fan. Fan cũng nhào vô, cũng đấu, cũng đấm đá với nhau, fan chị Hằng, fan ca sĩ này, ca sĩ nọ, và với sự im lặng của nhà cầm quyền. Rồi bây giờ là nghệ sĩ là xong rồi đó, là không ưa nhau hay ghét ai sao là hiện nguyên hình hết. Đó có Trịnh Tuấn Vĩ nè. Rồi có tự nhiên xuất hiện ra vợ của Hoài Linh là Hà My nè. Rồi
thủy lũ hồi đầu tôi nghe thủy lũ tôi biết thủy lũ là ai, biết thủy lũ là ai không? Không, thật sự không biết. Thủy tiên mà tại bà đi mùa lũ bà sắn quần bà bơi là trong lũ. Vậy hả? Đó kêu là thủy lũ. Rồi sao nãy giờ nghe tôi nói gì không biết, cái thời mà ca sĩ hải ngoại chống đối ca sĩ trong nước chiếm lĩnh địa bàn hải ngoại này, ông biết cái vụ đó không? Ông biết cái vụ đó không? Có biết sơ sơ thôi. Cũng có biểu tình luôn đó. Cũng có làm căng rồi cũng có thì cái chuyện biểu tình là đúng rồi. Hồi xưa đó Bằng Kiều là cũng bị biểu tình nè. Không, bị đó là bị những người dân. Còn những người đồng nghiệp người ta không ưa nhau là bởi vì đó, nãy giờ Dũng nói đó, những cái nồi cơm của người ta bị hết gạo đó. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi á, những cái người, ông có nghĩ là những cái người nghệ sĩ đó không có ưa rồi xong suối người dân đi biểu tình không? Cũng có thể có lắm mà nha. Thì cũng sao giật tránh khỏi, cũng có giật dây này nữa. Cũng có thể giật dây, nhưng mà thôi mình chứ không biết rõ thì mình không có nói. Cái lúc đó thì Dũng có biết, mà Dũng không có ý kiến gì. Tại vì cái đó là chuyện của ai muốn chống đối, chống ai muốn biểu tình, biểu ai muốn gì đó thì đó. Nhưng mà ở ngoài trên sân khấu thì lúc nào cũng yêu thương nhau, đắm đuối, cũng cười nói lỏn lẻn, cũng thế này thế nọ. Nhưng mà trong lòng là không có vui. Thì thôi phải yêu nhau chứ. Rồi. Còn bây giờ thì giờ tự nhiên cái anh ca sĩ nhí mà cái anh Hồ Văn Cường đó. Ông thấy sao? Ông thấy hiện tượng đó sao? Thật ra cái đó chỉ là một cái nhỏ nhỏ thôi ở trong cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng với lại ông Võ Hoàng Yên. Quý vị, mình phải thấy cái vấn đề là cái vấn đề lớn nè, là bà Nguyễn Phương Hằng, bà cuồn cuộn đó, đầu tiên là bà đứng ra bà tố ông Võ Hoàng Yên, bà nói là bà lấy lại chính nghĩa, bà đòi lại công bằng cho 96-97 triệu dân Việt Nam đó. Đó, rồi từ đó nó mới mọc chân rết ra, nó tẻ nhánh ra là ok, Hoài Linh tại vì không có theo bả tố ông Võ Hoàng Yên, thành ra bả mới đánh ông Võ Hoài Linh. Rồi đánh Hoài Linh xong thấy có kết quả quá, thấy là có nhiều người theo, nhiều người nghe quá thì ok, phải đánh thêm người này người kia nữa. Tại lúc đó lại đánh Hồng Vân hết hot rồi thì chuyển qua lại đánh thêm Trấn Thành, rồi Đàm Vĩnh Hưng bảo cũng muốn câu vô, nhưng mà thật sự ra Đàm Vĩnh Hưng là anh ta năm quan cũng không biết làm sao, anh ta là cái người mà thường là không có chịu thua ai hết, thưa quý vị. Ai mà ra mà đứng ra mà nói ảnh một tiếng gì đó là ảnh chửi cho cũng tắt bếp đó, nát nước luôn á. Ảnh trước giờ anh đâu có chịu thua ai đâu, nhưng mà bị chị Hằng vuốt cho mấy cái là teo cục đuôi, là chị em hết đó. Thành ra thì cái trái banh mà ném đi không có người ném lại thì bà đâu có banh để bà ném tiếp đâu, thành ra bà phải chuyển sang cái người nào mà có thể là bà khai thác được, có tạo view cho bà được, tạo cái sự tò mò được cho bà, để mà bà tăng cái lượng view lên. Thì đó là những cái gì mà bây giờ bà đang nhắm tới. Còn bây giờ Võ Hoàng Yên là xong rồi, gần như là bà không có còn cái cơ hội gì để mà bà tấn công Võ Hoàng Yên nữa, hoặc là bà theo như là bà muốn còn cho đó, Võ Hoàng Yên vô tù hay gì còn, đó còn. Vẫn còn hả? Còn. Vẫn tiếp tục nữa hả? Ông này nằm mơ nữa hả? Ừ. Sao ông kể giấc mơ của ông đi? Thì chút xíu nữa sẽ tới cái giấc mơ về Võ Hoàng Yên. Cái vụ mà vẫn còn wow. Vẫn còn như quý vị. Cái vụ Võ Hoàng Yên là mình tưởng đâu là ổng ta qua nạn khỏi. Đêm dài lắm mộng mà giấc mộng này dài quá vậy. Rồi. Còn cái vụ mà Hồ Văn Cường, ông thấy có người đây nói là Hồ Văn Cường cũng bị kéo vô. Nó có gì đây, cái gì Phi Nhung bị hai cái, bị ba bốn cái. Một cái là giao du với lại những người cái đa cái đề ha, gốc cổ thụ ha, có máu mặt ha. Những thành phần ở trong cơ quan công quyền chính phủ ha. Đó, bà này đó là bà lôi vô như vậy đó, rồi ai mà không ớn bà trời. Đúng không? Thì nói như vậy nè thưa quý vị.
những người nghệ sĩ mà nổi tiếng á, ở hải ngoại cũng vậy, ở trong nước cũng vậy. Quý vị sẽ thấy là Michael Jackson là bắt tay với lại Reagan, ông Ronald Reagan hả? Ừ. Rồi xong rồi bắt tay với lại Bush hay là gì đó. Tức là những người nghệ sĩ, bởi vì những người nghệ sĩ luôn luôn có một cái chỗ đứng, có một cái vị trí nào đó trong xã hội. Người ta có tài năng, người ta có nhan sắc, người ta có được yêu mến, được quần chúng biết đến, người được yêu thương vân vân. Thì dĩ nhiên là phải có các mối quan hệ với các nhà chính trị. Không thể nào mà không có được, đúng không? Mỹ nè, Marilyn Monroe nè, có một cái mối quan hệ mật thiết với lại tổng thống nữa. Tổng thống John Kennedy hả? À, rồi mình thấy giống như là Elvis Presley cũng được các chính khách đều là yêu mến. À, bởi vì khi mà những người đó ra ứng cử tổng thống thì người ta rất là muốn những người nghệ sĩ này, nghệ sĩ cứ ủng hộ. Ví dụ ông Trump vừa rồi Brad Pitt á, đâu ủng hộ. Ừ. Đúng không? Ủng hộ ông kia. Nhưng mà ba của Jolie á, Angelina Jolie thì lại ủng hộ ông Trump. Tức là những người đó rất là cần những người nghệ sĩ ủng hộ, bởi vì cái tiếng nói của nghệ sĩ nó quan trọng. Và những cái người mà fan của những người nghệ sĩ đó làm theo thần tượng mình ủng hộ ai thì bỏ phiếu cho người đó. Đó, cho nên anh Huệ Linh mà về Việt Nam có mối quan hệ với ông này ông nọ ông kia, rồi Phi Nhung có mối quan hệ với người này người nọ người kia, đó là chuyện rất là bình thường. Dĩ nhiên là bả không cần la lên, người ta cũng biết, đúng không? Phi Nhung có cần gì cứ việc nói anh nha, có gì cứ việc gọi chú một tiếng, cái các chú các bác trong đảng trong nhà nước, đó là chuyện bình thường, không có gì chứ không có gì lạ lùng hết, đúng không? Bây giờ bả la lên là có được chống lưng, được bảo kê thì được nọ, thì cái đó thiệt ra là chị hai không nên la lên vậy, tại vì cái đó là chuyện mặc nhiên. Thậm chí có nhiều người nghệ sĩ cũng được giúp đỡ để mà giàu lên nữa. Có giàu lên nhờ gì? Nhờ đất thưa quý vị. Ví dụ như Nam Quang. À, trời ơi, chú thích Nam Quang quá nha, chú yêu giọng ca Nam Quang quá này nọ. Trời ơi, rủ đi nhậu. Xong rồi về đi đâu cũng kêu Nam Quang, có gì cũng dỗ đóng quả gì cũng Nam Quang. Cái sau này cái có mấy miếng đất ra, cái khu đó sẽ nổi tiếng, cái quên sẽ phát triển lắm nha. Bây giờ Nam Quang có tiền không? Mua trước khu đó đi. Tức là sao? Mật báo quý vị, mật báo. Từ cái lúc mà nó là đất sình, đất ruộng á, người ta biết được là cái chỗ nào nó sẽ lên một lời trăm, một lời ngàn. Báo, Nam Quang, mua đi Nam Quang. Không có tiền á, được rồi, ký giấy cho, giúp cho, mua. Đó là một cái cách để mà những cái người trong chính quyền này nọ, người ta ủng hộ cho thần tượng, giúp đỡ những người. Thì nhiều những người nghệ sĩ khác đi lên nhờ giàu có, nhờ cái chuyện đó. Chứ không phải không? Đúng rồi. Cho nên cái chuyện mà nghệ sĩ với chính khách đều là chuyện rất là bình thường. Bây giờ nè, cả anh Huệ Linh nè, vì sao mà anh xây được nguyên một cái nhà thờ tổ to đùng vậy? Cái bây giờ cái bắt đầu cái bị dậu đổ bìm leo. Bây giờ anh Huệ Linh có một điều đau lòng nhất là nó lôi luôn cái nhà thờ tổ của anh Huệ Linh ra, xây cất trên đất ruộng mà không có giấy phép. Ông coi đau đớn không? Bây giờ sao? Bao nhiêu trăm tỷ của người ta bỏ vô đó, rồi bây giờ không giấy phép. Vì tại sao lúc mà người ta đặt cái cục gạch đầu tiên thì không nói, không xuống lập biên bản, cứ xây đi không sao đâu, có chú lo. Mà chú nói một tiếng, chú cái người lên xây xong cái im không nói gì, xây lên hoạt động bao nhiêu năm không nói gì, không chịu hợp thức hóa. Xây trước xong rồi hợp thức hóa sau, nói vậy đó quý vị. Xong rồi cái không hợp thức hóa, rồi cái bây giờ cái dậu đổ bìm leo sẵn cái bài này, bà đạp một phát anh Linh đã bị là như là lọt xuống hầm, rồi đang lo nhoi bò lên, đạp thêm cú nữa rồi bây giờ là nằm gọn ở dưới hố luôn, là cái nhà thờ tổ bị rồi đó quý vị, là không giấy phép xây trên đất ruộng, rồi chưa có đất chưa có biến đổi thành đất thổ cư cái gì đó. Rồi bây giờ không biết sao mà cái thân ròm đó mà chống cự nổi qua cái con trăng này luôn. Tức là nó đi từ cái này qua cái nọ qua cái kia, mà chỉ vì anh Hoài Linh chụp hình rồi đi có mặt trong cái buổi mà ông Yên chữa bệnh, chụp hình với ông Yên. Bây giờ cần anh Hoài Linh lên tiếng, anh không lên tiếng. Rồi bây giờ có phải không lên tiếng, có phải im lặng là vàng không quý vị? Đâu có. Bà kia nói quá trời kim cương lòi ra đó. Đó, rồi bây giờ tan tành
tan tành, không biết là sắp tới là bây giờ còn ai dám đứng ra bao che, hay là đứng ai dám dám đứng ra mà lãnh cái cục, nguyên một cái cục cục mà nhà thờ tổ đó quý vị, ai cũng sợ hết trơn á. Bây giờ không biết là anh Hoàng Linh sao đây. À, cảm ơn cô Trâm Nguyễn nha. Này đó, nói chứ liếc liếc vô cũng thấy màu vàng vàng kìa. Này, cảm ơn cô. Đó. Rồi, cho nên Dũng không có lạ khi mà tất cả các nhiều người nghệ sĩ, nói là tất cả thì cũng không phải những người nghệ sĩ mà có tài, có tên tuổi, có vị trí thật sự thì luôn luôn có những cái mối quan hệ với các nhà chính trị gia, các nhà chính khách, đó là chuyện bình thường. Thế mà ông này lên thì ông giúp đỡ, thì ráng các anh em nghệ sĩ ráng tận dụng cái sự giúp đỡ đó mà làm cho ra ngô ra khoai, cho đất của mình có giấy có tờ. Chứ bây giờ chờ ổng đi, ổng làm ổng về hưu rồi thì giờ cái nhà thờ tổ đó ai lo cho mình, đúng không? Ừ. Những người sau này dám không, dám đứng ký ra hợp thức hóa không? Cho nên anh Linh ảnh đi từ cái xuôi này nó qua cái xuôi khác, nó tận mạng tới như vậy. Thì đó cũng là một cái gương để cho các anh chị đi về Việt Nam, các cô các chú ở hải ngoại về Việt Nam thì hãy coi theo cái gương của Trịnh Vĩnh Bình, của Trần Trường, bây giờ là của Hoài Linh, của Phi Nhung. Rõ ràng bây giờ không biết các anh các chú, các ông các bà nào đâu không biết có ra giúp anh Hoài Linh hay không, mà bây giờ ra thêm các cái công văn chấn chỉnh hoạt động từ thiện, chấn chỉnh này chấn chỉnh nọ, không ai giúp, không ai. Như coi như là chỉ có fan với lại cộng đồng mạng, như là ít với như là vài một người giống như là làm truyền thông YouTube giống như Dũng và Nam Quang rồi đứng ra rồi kêu gọi cảm ơn Trường, đúng không quý vị? Chứ còn giờ những cái tiếng nói này không có thể nào mà thay đổi cục diện gì chứ. Chỉ có những người mà kẻ ác quá thì bớt ác lại đối với danh hài Hoài Linh thôi. Còn cái em Cường đó thì Dũng thông cảm cho cái em Cường đó, em Cường đó, em Cường lên xin lỗi. Dũng khoanh tay, dễ thương của Việt Nam, biểu tư xây Việt Nam là cứ phải xin lỗi là phải khoanh tay. Giống như Duy Nguyễn hả? con cho con xin lỗi mẹ Phi Nhung của con. Có cái chị đó, chị tên là chị Lệ, chị là fan của con. Trời, các anh chị em làm ơn làm phước đề phòng mấy cái bà fan, mấy cái ông fan mà các ca sĩ giùm. Mấy bà đó, mấy ông đó như có lên đó rồi moi tin xong rồi cái chat với nhau, xong rồi sau đó cái chụp hình cái chat đó, cái chờ thời cơ cái thảy lên cái hại. Nó là sao đứa gì Dũng rất thông cảm là đây là nhỏ nội cái mà con cái trong nhà, mà ngay cái tuổi tin mai mốt tới phiên con không nha. Tới tuổi mà tụi nó 15, 16, 17, nó người lớn, nó không hẳn người lớn. Nó con nít, nó không phải là con nít. Nó không biết sợ là cái gì hết trơn. Nó cứ nghĩ nó là người lớn rồi. Kinh nghiệm sống thì không có. A vua rồi theo bạn bè này nọ kia. Thì cái em Cường đó là ngay trong cái giai đoạn này. Do đó mà Dũng thông cảm cho Cường. Cường muốn nói gì Cường nói. Cường nghĩ Cường là người lớn rồi, người Cường nghe những người xung quanh fan viết gì đó tân bốc xong rồi suối tầm bậy tầm bạ. Cái Cường nói những câu mà giờ trong nhà đó là quỷ. Trong nhà đó là quỷ. Thì đối với những cái ngôn ngữ bình thường này, mẹ mấy thằng nó quỷ lắm nha. Mấy thằng này nó quỷ lắm, những cái đó là bình thường. Nhưng mà mình nói đúng không? Mình nói trời, tao có một bạn thì nó quỷ lắm nha mày. Nó này nọ ha. Trời ơi, cái đám nó quỷ. Nó là bình thường thưa quý vị. Nhưng mà qua những cái mà cái em Lệ, Emily gì đó thảy lên, cái thành ra là cái câu đó là nói là Cường đang sống trong một cái ổ quỷ, toàn là quỷ không rồi, xong rồi như hút máu vậy đó. Xong rồi đem thận đi bán xong rồi muốn thoát ra rồi tùm lum hết trơn thưa quý vị. Cái thành ra là đập Phi Nhung là đập mọi phía mọi hướng luôn. Luôn nên lên xin lỗi. thì Dũng thấy thì vậy nè. Ủa tôi nói nhiều không, xong nói đi ông, nói cái sự kiện ông có ý kiến gì ông châm đi, châm dầu vô lửa đi, rồi nói đi, châm dầu vô lửa đi, châm dầu lửa chút coi. Lửa cháy chưa hết mà còn đang cháy dữ quá. Tiếp đi. Ok, Dũng nói này thưa quý vị, Dũng có hai thằng boy. Cái lúc mà tụi nó tin á, tụi nó đang lưng chừng, tôi không biết tụi nó là định hướng nghề nghiệp gì chứ. Tự nhiên cái
mua cái đờn về cái đờn. Tôi nói chết mẹ rồi, gì kỳ vậy trời. Nó sợ lắm thưa quý vị. Nó à, sợ nó đi theo nghiệp nghệ sĩ hả? Là lên Hollywood ha. Xong rồi xong rồi hát hò ha. Rồi còn một ông lớn thì hát à, cũng mua cái đờn về, rồi cũng vô nhà thờ rồi cũng hát, rồi cũng quần quần áo áo hát cho công giáo gì, cho hội thánh ở trong nhà thờ. Trời ơi, mình không có cản, là tại vì mình cứ để cho trẻ phát triển tự nhiên. Thiệt ra là hát hò nhảy múa rồi đờn này nọ kia đờn, nó không có gì sai trái hết. Nhưng mà cái vấn đề cái thế giới nó phức tạp, cái ngành nghề nó phức tạp, và cái tương lai thì nó mịt mù, nó vô định. Đúng không? Đâu phải 100,000 người gì đó đi ra hát cái đều có tiền vô như nước, xong rồi tên tột đỉnh vinh quang hay này nọ đâu. Đúng không? Ở trong đó có quá nhiều cạm bẫy. Nếu quý vị coi, nếu mà quý vị coi những cái mà tin thế giới hay là cuộc sống của những người nghệ sĩ thế giới, đừng nói nghệ sĩ Việt Nam, đầy bi kịch thưa quý vị. Angelina Jolie nè, hút hết cần sa, xong rồi bạo hành, xong rồi những cái mối tình rồi coi như là nó trắc trở, nó chung chuyên, xong rồi những cái chết mà nó rất là đau lòng thưa quý vị, nhiều cái nó xảy ra lắm. Thì cái những người mà ca sĩ nghệ sĩ trẻ trẻ mà bắt đầu vô nghề, thậm chí có những người mẹ ở bên Việt Nam đổ tiền đổ của cho con được đầu tư vô video clip vô lên YouTube. Hồi xưa chưa có YouTube thì đổ tiền đổ của cho con đi hát, cho con làm CD này nọ, nhưng mà thiệt ra không phải ai cũng thành công. Rồi bên cạnh đó là cái gì thưa quý vị, sau đó về cái tương lai về già, những người nghệ sĩ mà cả tuổi trẻ cống hiến cho nghệ thuật, không dám lấy chồng, sợ mất fan, không dám lấy vợ, sợ mất thần tượng, không dám có con, sợ vướng bận không đi hát được, sợ hư phỏ, sợ này sợ nọ, rồi cái đến chừng về già cái muốn lấy chồng, muốn lập gia đình, muốn lấy vợ, muốn có con cái này có nọ, thì lúc đó trễ. Rồi cả tuổi xuân mình dành cho lang thang khắp mọi miền đất nước, cái đến chừng già cái không có đứa con kế bên, không biết làm gì khác ngoài bán hàng, bán quán, bán online, bán buôn, thì đại khái là gì. Cho nên những cái đó thì Dũng sợ. Và sau này khi mà vợ con Dũng nó trưởng thành rồi, nó định hướng được rồi, nó thích học làm bác sĩ, nó thích vô làm cho bệnh viện, cái mình cũng buồn. Thời hết nghề đi là chọn nghề gì mà ngày nào cũng tiếp xúc với bệnh nhân, rồi già cả, rồi tăng sống, rồi tiểu đường, rồi rên rỉ, rồi đi không nổi, rồi xanh lè xanh lét, rồi phải có người bê người đỡ, rồi mặc tả rồi gì gì đó thưa quý vị. Nhưng mà Dũng không có cản, Dũng không có gì hết. Dũng rất hạnh phúc là con mình nó chọn nghề đó, mặc dù cực nhưng mà nó biết thương người. Mỗi ngày lần nó về nó kể ba, hôm nay có cái ông đó, ổng là hồi đó ổng là cựu chiến binh nên ở bên Việt Nam đó ba, bây giờ ổng 80+ rồi đó ba, ổng đi không nổi mà ổng mập thiệt mập với ba, trời, ổng nằm mà ổng nói chuyện con, ổng biết con Việt Nam, ổng thương con lắm. Cái con nghe ổng nói chuyện đó ba, mà con cái ông chẳng tới chân, rồi cái con phải đỡ ổng thay quần áo giỏng gì gì đó, trời ơi. Nhưng mà Dũng cũng thấy là con mình nó cũng biết thương người, nó cũng biết lo vô trong bệnh viện lo, biết để lo cho mấy ông mấy bà đó cũng được đó. Tức là cái tuổi trẻ nó vậy. Còn cái thằng nhỏ thì học nha sĩ thì cũng biết take care bệnh nhân này ở kia thì cũng vui đó. Thì trở lại với cái anh Cường này. Ủa tôi nói nhiều quá vậy? Không, người ta nói là anh Nam Quang không có nói gì thôi. Sao vậy? Người ta chỉ nói vậy thôi, tại sao anh Nam Quang không nói thôi chứ không, người ta không nói. Nói đi. Ok thôi, bây giờ tôi hỏi ông nói nè. No, cái bây câu giờ, chuyện nó còn đang tiếp. Không, bây giờ nếu mà ông có hai đứa nhỏ, hai đứa con ông muốn theo nghệ thuật, ông chịu không? Chịu, tôi thì ok. Ừ. Tôi thì... Có đầu tư để cho nó theo. Thì đương nhiên tôi không có cản, Dũng không hề cản. Nhưng mà trong lòng mình á, hôm nay Dũng chia sẻ thiệt, tôi không có cản gì hết. Họ muốn không? Giá hay đó, con mua đơn. Tôi còn dẫn đi mua đơn nữa mà. Nhưng mà trong lòng bây giờ tôi đang tính cho tụi nó đi học nhạc cái nè. Tức là học nhạc cho vui, cho đàn. Trong lúc mình làm bài căng thẳng quá, nó làm homework nhiều quá, cái nó cũng lấy đờn đó, đờn. Xong rồi nó gác cái đờn lại, cái nó học bài tiếp. Ok, nhưng mà thiệt ra đó là những đứa con gái mà tự nhiên là cái nó vô trong cái môi trường đó. Ví dụ như ông thấy gì? Tại vì ông ở trong cái môi trường đó, ông thấy nó làm sao rồi ông sợ.
đúng không? Nó bị lạm dụng có nhưng như đặc biệt sự là những cái cô người mẫu đó, nha. Ở Mỹ cũng bị cũng có bị lạm dụng rất là nhiều. Lạm dụng đấy quý vị, nó cho ví dụ như mình có con gái nó đẹp ha. Trời ơi, ở Mỹ Hollywood vừa mới khui ra nhiều vụ lắm. Nó lạm dụng thưa quý vị. Mà cha mẹ nào mà thương con lắm mà đi theo canh con như vậy đó, coi như là đang chặn con đường tiến thân của nó đó. Tại vì các ông đạo diễn ha, xong rồi những cái người bầu chương trình ha, rồi những cái ông mà Playboy, những cái tạp chí Playboy, những cái tạp chí thời trang ha, nè, rồi bắt các cái cô người mẫu đó muốn được lên sàn diễn, muốn được bơm, được đẩy, được nổi tiếng trên sàn diễn, sàn người mẫu catwalk hay là diễn thời trang là phải qua đêm, phải ngủ nghe, rồi phải hút hết cần sa ma túy cái gì gì đó. Trời ơi, nó phức tạp lắm quý vị. Và rất là nhiều những cái vị, quý vị mà lên Hollywood á, sẽ thấy những cái quán cà phê, những cái nơi mà những người nghệ sĩ tụ tập, luôn luôn có những cái bạn trẻ từ khắp mọi miền đất nước, từ các quốc gia trên thế giới qua đó lên Hollywood làm đủ mọi nghề, bưng bê, rồi làm thêm, rồi nhà hàng nữa các thứ. Xong rồi những người nghỉ lang thang ra các cái quán cà phê nơi các ông đạo diễn ngồi đó để mà chờ cơ hội, thưa quý vị, chờ cơ hội để được đạo diễn để ý tới. Đúng. Xong rồi chưa xong, muốn có vai diễn có phải ngủ nghe, có phải qua đêm với mấy đạo diễn có vợ rồi, rồi phải thế này thế nọ tùm lum hết, cho nên cái thế giới nó phức tạp vậy. Thì chúc mừng cho cái bạn Cường này nè, bởi vì cho nên tại sao mà những đứa trẻ mà qua cái cuộc thi mà được nổi tiếng, được nâng đỡ, thì trong đó có anh Hồ Văn Cường. Thứ nhất, chúc mừng Hồ Văn Cường có thiên phú, có trời cho những cái giọng hát bẩm sinh, nhưng mà trong đó cũng có nhiều những cái lỗi mà chưa được trau chuốt, thì được giám khảo và được Phi Nhung nhận đỡ đầu. Thì xin thưa quý vị, không có cái gì may mắn cho bằng ca sĩ mà có những ngôi sao đỡ đầu. Cái con đường dạng dặm của mình rút lại chỉ còn có một dặm thôi. Cái gì thấy rõ đó, Hoài Lâm, đúng không? Hoài Lâm là một, Hồ Văn Cường là hai, Phương Mỹ Chi là ba. Rất là nhiều lắm quý vị. Trời ơi, mong đợi được những người đó nhận làm đỡ đầu không hết. Ừ, đúng rồi. Không phải ai Phi Nhung cũng đỡ đầu, ai Hoài Linh cũng đỡ đầu, ai cái gì đó, Âu Như Quỳnh hay là Ngọc Sơn hay là cái gì Lê Quang, cũng Quang Lê chứ, đỡ đầu đúng quý vị. Đó là cái điều đỡ đầu cho Phương Mỹ Chi phải đúng không? Rồi. Đó chính là cái điều may mắn. Mà Phương Mỹ Chi hình như ok lắm hả? Phải không? Đã thì cũng lùm xùm. Có, cũng có. Những người xùm mà càng đó, cái vụ gì mà tố gì ruột mẹ ruột rồi không nuôi rồi. Những gì đó thiếu gì mà những cái tâm hồn non nớt đó mà vô trong cái giới showbiz này quá sớm. Rồi bị người này người kia suối nữa, ông sẽ biết bị, cái gì không? Sẽ bị. Năm Quang nhớ hoài cái câu người ta nói là cứu vật vật trả ơn mà cứu nhân nhân trả oán, thưa quý vị. Hình như là cái câu đó nó không sai. Nó xảy ra rất là thường xuyên, mình cứ nghe hoài. Mình thí dụ mình đi giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, cuối cùng người ta phản lại mình thì nó nói trời ơi, thấy ớn quá. Thì mà giúp đỡ cũng phải cẩn thận nha quý vị nha. Đưa cái tay kéo người ta lên khỏi cái hố, người ta không có kéo, người ta không có lên, người ta kéo mình rớt xuống cái hố luôn là mệt đó. Nè anh Việt Trần nè, sao bữa nay ông mặc cái áo này ha, tôi nhìn hơi xéo xéo kiểu này nè, của ông nè, khoảng 3/4 á, tôi thấy y chang cái hình mà ông để ở trên cái Facebook hay là cái YouTube gì đó của ông, cái hình lúc ông còn trẻ nha, lúc này nè tôi nhìn. Ủa giờ là già già đó phải không? Không, giống trở lại cái thời hồi xưa đó, lúc trẻ vậy. Cái này là vừa hơi bị đâm hơi đó nha, bị đâm sườn lũng đó nha. Này muốn tôi nói thì tôi nói nha. Việt Trần nè, mình không hiểu tại sao Hoài Linh sai phạm nghiêm trọng như vậy. Có bằng chứng rõ ràng mà sao nhiều người ấu trĩ lại bênh vực quá vậy? Không lẽ bọn nó là đồng bọn của nhau? Cứ bọn rồi mày tao thôi. Rồi phạm nghiêm trọng đó là sai phạm nghiêm trọng là theo cái góc nhìn của anh thôi. Còn sai phạm nghiêm trọng như vậy thì xin hỏi cái anh Việt Trần này, như vậy thì bà chị hai đó, bà Hằng và anh Nhâm Hoàng Khang có sai phạm nghiêm trọng không quý vị? Cái đó là nằm trong vi phạm điều mấy của cái bộ luật hình sự luôn nha. Như vậy thì tại sao những người đó còn nhẫn nhơ mà anh Việt Trần này không có thắc mắc ý? Đúng không? Nhờ anh Dũng trả lời cho cái anh Lôi Vinh Sinh này.
nói là hôm nay hai anh về phe chị Hằng vạch mặt showbiz phải không nè? Ủa thưa vạch mặt ai đâu trời. Tôi cái chủ đề ngày hôm nay là tan tác đời nghệ sĩ thì tôi nói về các anh Cường với lại chị Phi Nhung thì mình nói đâu nó có cái gì mình nói cái đó. Ủa tôi đâu có tố ai đâu trời. Thật sự đó tụi này đâu có. Nhưng mà đại khái là tùy theo người nghe thôi. Đúng không? Quý vị thấy không, Nam Quang với anh Nguyễn Tí Dũng nói như vậy đó mà vẫn có người nói là tụi Nam Quang về phe của chị Hằng thì mình thấy nó khủng khiếp cái chỗ nào đó quý vị, mỗi người trăm người mười ý vào quý vị quá trời. Mà hôm nay cái chủ đề mình nói vậy tại sao? Là tại vì đến đỉnh điểm mà giới nghệ sĩ lâm nạn rồi cho nên mình nói. Để cho quý vị hiểu và thông cảm cho bé Cường. Đừng có nghĩ bé Cường phản này phản nọ là không phải, bởi vì cái tuổi teen đó quý vị. Bé Cường, Hồ Văn Cường đi ra ngoài đời và tham gia cái giới showbiz thì nó hơi sớm. Cho nên bé Cường chưa có đủ cái thời gian thâm niên, chưa đủ kinh nghiệm để mà đối phó. Thành ra bé Cường giống như đang tố mẹ Nhung vậy. Giờ bé Cường lên xin lỗi rồi. Thì quý vị thấy là bé Cường đang ở tuổi teen. Tuổi teen bây giờ nè, cha mẹ nó còn cãi, nó huống chi mẹ nuôi giống như Phi Nhung. Đúng rồi. Đúng không? Ủa nãy tôi nói vụ gì tới bé Cường, như là tới những người chúc mừng bé Cường. Có người cha nuôi, có người mẹ nuôi là Nhung. Và còn hạnh phúc hơn nữa là cha ruột, mẹ ruột của bé Cường cũng lên ở chung với lại mẹ Nhung luôn. Vì sướng quá rồi bé Cường, còn đổi gì nữa. Đúng vậy. Nhưng mà một phút lầm lạc nông nổi cho nên bé Cường có chat với là người ngoài dùng những cái từ không có chính xác là cái gì? Quỷ, cái nhà đó là quỷ. Rồi có tin đồn gì đó, mẹ... cái con lệ nào đó fan gì đó nên là có đồn tin đồn là mẹ là bé Cường sẽ bị bán thận gì đó. Có gì mà tin được, gì mà ngu si tới mức độ mà tin là cái vụ mà bán thận bé Cường là cái gì trời. Rồi xong rồi nói là bé Cường muốn thoát ra, rồi tiền của bé Cường thế này thế nọ rồi không đưa. Đây này quý vị, ở bên này nếu mà quý vị biết cái cậu bé mà ngu sao mà diễn ở trong Home Alone Macaulay Culkin cha mẹ cũng phải vẫn dành nhau để cái quyền tài phán, cái quyền mà quản lý tài sản của cậu đó, tại vì cái cậu đó chưa có đến tuổi cha mẹ mà con cha ruột đó mà còn vậy. Thì bên này quý vị thấy, nếu mà quý vị theo dõi thì quý vị sẽ thấy không phải là chỉ có qua cái chuyện bé Cường với lại Phi Nhung thì bé Cường chưa hiểu được là cái nhà đầu tư khi mà một người ta thấy sáng lóe là một cái tài năng nào đó, ta đem về phải ký hợp đồng à, chứ không có phải mà tự động mà tôi bỏ tiền ra tôi đầu tư rồi cái tôi bơm đẩy hình ảnh, tôi tập múa tập hát tôi cho học trường quốc tế, xong rồi tôi làm PR, tôi kêu báo chí, rồi tôi bơm bơ lên, rồi cái tôi sửa sang hình dạng của quý vị, tôi nâng mũi, tôi gọt cầm, tôi làm tùm lum tà la, cái tiền bao nhiêu hát quý vị hưởng hết. Không có đúng không? Chung đó phải ký hợp đồng 3 năm, 6 năm, 7 năm gì đó. Bên phần bên A là sẽ cho học hát nè, sửa mắt nè, cắt mũi nè, xong rồi độn này độn cái kia nè, xong rồi dạy múa dạy hát nè, rồi cho học tiếng Anh, tiếng U, học trường quốc tế nè, rồi làm hình ảnh thật đẹp nè, chụp hình với phim, tất cả các thứ. Như vậy thì tôi sẽ nuôi cơm anh nè, sẽ cho một ngày nghỉ bao nhiêu nè, làm ngày mấy tiếng nè, xong rồi phải quy tuân theo kỷ luật nè, rồi xong rồi được bao nhiêu phần trăm trên cái thu nhập này vân vân. Như vậy thì rõ ràng khỏi ra khỏi thưa khỏi kiện cũng được, đó là cái cam kết với nhau. Nhưng mà Phi Nhung với lại bé Cường này thì lại là cái mối quan hệ đây là mẹ con, mẹ nuôi, mẹ đỡ đầu và bù đắp đưa đẩy gì đó, nâng đỡ người con lên, thì đâu có cam kết thì gì đó, thì mình không biết cái cam kết đó ra sao, mình không biết, nhưng mà cũng có ban quản lý cái này nọ kia. Thì đây là cái bài học. Với lại ông biết sao, ông biết ông nuôi một đứa bé đó, ông nhận một đứa bé làm con nuôi mà lúc mà nó mấy tháng hay là nó chỉ 1 tuổi, 2 tuổi thôi, ông nuôi nó lớn lên, nó dễ lắm, giống như là con mình đẻ ra vậy đó. Nó không, nó coi mình là bố mẹ. Nhưng mà ông nhận một cái đứa nhỏ mà khoảng chừng 8 tuổi hoặc là 10 tuổi rồi thì nó đã có những cái nhận xét riêng của nó. Nó conscious rồi đó. Nó bị tác động bên ngoài. Thành ra thật sự ra trên danh nghĩa thì ông có thể ông nhận nó làm con nuôi, trên giấy tờ ông có thể ông nhận con nuôi, nhưng mà cái tình cảm của nó đối với ông nó cũng giống như là một cái người
mà thương nó thôi chứ nó không có coi ông là bố mẹ được. Hiếm lắm mới có một đúng vài đứa nghĩa lắm. Tử đều là nghĩa tử. Đúng vậy, rất nó... là hiếm. Mà cái đó thì thôi mình đâu có cần nói chi nữa. Thành ra bởi vậy cái con thiệt của mình giống như ông nói hồi nãy á, là mình đã khó nói chuyện với tụi nó rồi thì đừng có nói là cái này là con người ta chứ không phải là con đúng mình. Rồi. Đúng không? Ông mà nói nó cái nó thù ông liền à, nó đâm nó thù ông thù. Angelina Jolie cũng đâu có nhìn mặt cha của cổ. Đúng không? Cái cô mà cái đó cha ruột cổ đó. Cha ruột đó mà còn vậy. Rồi trong người Macaulay Culkin rồi đó cũng có những mối hiềm kích là do là quản lý tiền bạc này nọ. Thì Dũng hiểu và thông cảm cho cái cô Phi Nhung này. Quản lý một đứa bé mà nó đang ở tuổi mà tuổi dậy thì đang tuổi trưởng thành đó. Nó cái suy nghĩ nó lạ lùng lắm cho nên cái tuổi rất là nguy hiểm. Và đây là cái bài học để cho những người bậc cha mẹ mà có con đang là ham thích nghệ thuật. Rồi những em mà 17, 18 tuổi mà muốn theo nghệ thuật thì hãy coi đây là cái bài học có qua có lại. Cái bài học rất là công bằng, người ta đầu tư cho mình. Nếu mà mình nhắm mà mình không có chịu, ông ơi tôi phải đi hát, có nhiều tiền đưa tôi hết, tôi lãnh hết. Thì thôi mình đừng có cần đến ta đầu tư bơm đẩy hình ảnh mình lên chi, đúng không? Còn mà mình đã muốn, mình là nobody, mình không lạ gì hết trơn á. Mình chỉ có giọng hát gì bề ngoài gì đó, mà mình cần người ta. Ok, thì người ta đã bỏ tiền vốn, người ta đầu tư cho mình để trở thành một ngôi sao nữa kia. Cái giờ cái mình đó, mình ra mình tố là không đưa hết mình tiền, tiền bạc gì mình hát mình lấy hết. Cái mình khơi khơi, cái mình chửi người ta vậy thì rõ ràng là không có công bằng cho nhà đầu tư. Quý vị biết nha, những cái người mà, cái nhóm mà BTS mà của tụi Hàn Quốc á, 5-6 thằng vậy đó. Và rất là nhiều những cái nhóm nhạc ở bên Hàn Quốc bị áp lực kinh khủng mà có nhiều người tự tử luôn á. Tại vì khi mà đã ký hợp đồng với cái nhà đầu tư, nhà sản xuất chương trình, các cái công ty nhạc này nọ đó, nó bắt mình kiệt sức, bắt mình tập tành ngày đêm, phải giữ không được mập, không được làm bậy, không được phát ngôn hớ hên, rồi ăn ngủ, rồi đúng giờ, rồi xong rồi làm được bao nhiêu tiền là không có được đòi hỏi, chỉ về là cứ việc làm, việc múa, việc hát, làm múa hát. Rồi mọi thứ người ta lo hết thì hưởng được bao nhiêu phần trăm đó, vậy. Áp lực tới nỗi mà nhiều người phải tìm đến cái chết đó thưa quý vị. Đó, cho nên cái giới nghệ sĩ đó, người ta đánh đổi vinh quang bằng nước mắt, bằng máu, bằng mồ hôi, rồi bằng tiếng tai tiếng, rồi bằng sự nghi kỵ, rồi kết thúc. Nếu mà may mắn thì có một cái tuổi già đầm mắm bên chồng, bên vợ, bên con. Còn mà không may mắn á, đó thì anh Hoài Linh nè, cô Thanh Nga nè. Hay là bên Mỹ thì có Marilyn Monroe nè, Michael Jackson nè. Có những cái kết cục nó rất là bi thảm. Do đó mà khi mà mình nói như vậy đi quý vị, yêu và thông cảm cho người nghệ sĩ nhiều hơn, bởi vì cái áp lực của người ta rất là lớn. Và ngày hôm nay thì nhiều cái giới nghệ sĩ bị tấn công liên tục, người ta không dính líu gì hết mà cũng bị moi ra, giống như là Phi Nhung. Tự nhiên cái bây giờ moi con Phi Nhung nó luôn, là có con mà không nuôi, đi nuôi con người ta. Cái đó là sai. Ví dụ bây giờ tôi đang không nói chuyện Phi Nhung, ví dụ tôi nói ông đi, hồi đó ông 17 tuổi ông lỡ dạy đi, ông có một đứa con thì sao ông nuôi con được, đúng không? Nuôi lớn rồi đó không? Tôi nói ví dụ nhân nuôi lớn rồi đó. Đúng không quý vị? Ví dụ như Nam Quang sao nuôi được, hay là cái cô bạn gái Nam Quang sao nuôi con được, thì thấy cho bà nội ngoại nuôi thầm chí trời, thấy vào trong một cái trại nào đó để nuôi. Nhưng mà sau này 15-16 năm sau con người ta lớn rồi. Bây giờ Nam Quang muốn thấy những cái hoàn cảnh, những cái đứa trẻ mà không có con, không có cha mẹ, cái bên tội quá, mình đã không nuôi được con mình rồi. Thì những đứa trẻ như con mình tội quá, thôi bây giờ mình bù đắp, hay là mình make up lại, mình bằng một cái là ok thôi, mình nuôi những đứa trẻ mồ côi, coi như là một cái sự bù đắp cho cái việc mà ngày xưa mình hiểu được những đứa bé không cha không mẹ nó như thế nào. Bởi vì con mình ngày xưa cũng không có được nuôi nấng đàng hoàng, mình quá trẻ, không nghề nghiệp, không thu nhập, đang đi học rồi cùng bơ phất phơ. Rồi giờ con mình nó lớn rồi, nó không cần tới mình nuôi nữa. Nhưng mà mình có vẻ như là thôi bây giờ mình vừa dồn cái tình thương và cái những cái việc mà không đúng những ngày xưa về hoàn cảnh gì đó, bây giờ mình bù đắp cho những đứa trẻ khác. Thì đó là hình, đó là cái kiểu mà theo Dũng nhìn với cái góc tích cực, thì đó chính là Phi Nhung. Mình không có phải là Phi Nhung làm đúng hay Phi Nhung, không có thần tượng Phi Nhung nha. Nhưng mà mình nhìn với cái góc cạnh đó để mình thông cảm cho cô Phi Nhung. Cô không nuôi con có được, ủa thì sao? Như hoàn cảnh của lúc đó mọi người có biết không, đúng không, có thông cảm không? Hay là giờ đi hack cái hồ cái account người ta, vô cái môi đời tư người ta, cái ra cái chửi ha, không có con mình nuôi, nó là mày con rắn độc,
mày quen cái thằng này kia, giờ cái mày nuôi những đứa trẻ mồ côi. Ủa bộ không được nuôi con mình, giờ Phi Nhung không có được quyền nuôi trẻ mồ côi hả quý vị? Đúng không? Cho nên Dũng nhìn theo với cái góc cạnh, với là cái tình thương, cái tình yêu giữa một cái hành động của một cái cô nghệ sĩ đem những cái đứa bé về nuôi. Dũng không đi vô chi tiết nha, là cổ nuôi đúng hay không, nuôi như thế nào, nuôi sao, Dũng không vô chi tiết, mà Dũng coi cái hành động đó mà Dũng thông cảm. Và Dũng không có trách là không có hùa theo cái chị Hằng là cái con đó, cái con đó mà nó nuôi đi nuôi con người ta tào lao. Ủa cái đó đâu phải đâu quý vị. Mình nhìn với ánh mắt bao dung hơn đi, để mà mình hiểu được, để mình thông cảm hơn là nhờ cái Phi Nhung mà có được một hai chục đứa bé được sống như chăn em nẻ mắm rồi. Còn vô chi tiết thì mình không nói, mình không biết là có hoạt động sao mình nói. Nhưng mình đã từng không nuôi con mình thì không có nghĩa là mình không được quyền nuôi bất cứ con ai khác, hay là không được quyền làm chuyện thiện là nuôi những đứa trẻ mồ côi đó. Thì ý Dũng là như vậy. Rồi thì trong cái sự kiện của Phi Nhung với lại bé Cường đó, thì Dũng tóm gọn lại là những em mà muốn bước vào nghề, mình chấp nhận được là mình có những người đầu tư cho mình, quản lý cho mình, quần áo cho mình, học hành nhảy múa hát ca bơm cho mình hình ảnh đẹp để mình nổi tiếng, thì mình cứ làm cho hết hợp đồng của mình. Còn không chịu đừng ký hợp đồng, mà đã ký hợp đồng rồi thì phải tuân theo hợp đồng. Rồi sau đó rồi hết hợp đồng mình tung cánh bay, được cẩn thận khi mà nói chuyện với fan hâm mộ, đừng có dùng những từ ô mẹ như là bác đem con bán thận, với lại cái nhà đó như là ủ quỷ, rồi mình muốn thoát ra thì cái những lời đó mình không có ý gì, mình chỉ là nói theo cái kiểu nít hồn nhiên của tuổi mới lớn vậy thôi. Nhưng mà khi mà đưa lên mặt báo hay là đưa lên mạng xã hội, rồi qua những lời dèm pha của người này người nọ, cái thành ra làm tổn thương cho cái người mà nâng đỡ mình, nhận mình làm con nuôi trên bước đường nghệ thuật, ví dụ như trường hợp bé Cường với lại Phi Nhung. Rồi còn riêng về Phi Nhung thì Dũng cũng xin đồng cảm với lại Phi Nhung về cái vấn đề mà ok, có thể không nuôi con mình được, nhưng mà rất hoan nghênh là mình nhận những đứa trẻ mồ côi khác để mình yêu thương, để mình chăm sóc. Và không ai được quyền lên đó ngồi mà moi đời tư người ta ra, rồi cái phỉ báng, rồi kêu người ta là rắn độc cái nể nọ, rồi không nuôi con mình được đi nuôi con người ta, rồi quen với làng chồng này chồng kia. Cái đó là cái chuyện đời tư đó. Thì đó chính là những cái điều mà Dũng muốn nói về cái vấn đề vừa mới xảy ra, đó là chuyện Phi Nhung với là bé Cường và anh Hoài Linh. Trời, có nhiều người nghe ông phân tích xong rồi mới thấu hiểu kìa. Ủa gì hả? Lam Ngọc Phạm nói là ôi trời, nghe đọc mấy hôm nay cứ ngỡ Phi Nhung là quỷ dữ, giờ nghe Tiến Dũng phân tích thì lại thở phào, vì Phi Nhung dù không là tiên thánh thì cũng là người bình thường, không hề độc ác. Thấy chưa, ông thấy không? Dạ, yeah. Ok, nhìn đôi khi cái ý kiến của Dũng, cái lời nói của Dũng có thể làm cho quý vị nhìn nhận khác hẳn về một cái vấn đề nào đó, thì Dũng cũng xin cũng rất là vui, cũng rất là cảm ơn quý vị. Rồi có người nói là anh Dũng ơi, anh phải quét nhà đi kìa, dừng lại chút xíu quét nhà đi. Ủa trong nhà có rác. Có rác phải không? Có rác cũng được. Nhưng mà nếu mà rác mà Nam Quang dọn nhà hả? Dọn nhà quét nhà hả? Yeah. Rồi. Rồi các fan của chị Hằng thì cứ việc nói cứ việc phản biện, nhưng mà đừng có dùng những lời chửi rủa thô tục nha. Cái đó không nên. Chúng ta phải nói chuyện một cách văn minh. Ok. Tôi chỉ sáng nãy giờ là nghe lỏm bỏm thôi, ai cắt từng khúc của chị đó nói gì thì tôi nghe cái đó thôi. Rồi tôi nói những cái gì mà tôi đã nghe thôi. Thì là Phi Nhung kỳ này bị tấn công cũng hơi nặng. Thì Dũng nói nếu mà Phi Nhung có nghe được thì nói Phi Nhung cứ bình tâm, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Tức là những người nghệ sĩ đừng tuyệt vọng nha. Mỗi người có một cái quá khứ riêng, và những cái quá khứ đó thì nên được tôn trọng. Nếu như là không có hại gì tới ai, hay là ví dụ như là cái quá khứ của Nhâm Hoàng Khang là cái người buôn ma túy hay bị bắt cái gì đó, thì nếu mà Hoàng Khang ngừng ngay đó, đừng có nhào vô làm những cái việc phạm pháp nữa, thì đâu có ai moi ra quá khứ của Hoàng Khang là đã từng bị phạm pháp, đã từng bị vô tù vì cái tội buôn ma túy cần sa gì đó, đúng không quý vị? Ai biết Nhâm Hoàng Khang làm gì, ai biết Hoàng Khang là ai? Giờ tự nhiên cái đi vô hát xong rồi moi đời tư người ta ra, rồi tấn công, rồi làm náo loạn xã hội lên, thì buộc lòng người ta phải ra lại coi Nhâm Hoàng Khang là ai, đang làm phạm pháp gì vì cái ta moi ra.
Chứ nếu mà đừng có mấy vụ này thì đương nhiên cái quá khứ của Hoàng Khang cũng nên tôn trọng, bởi vì bây giờ anh ta đã là người tốt rồi, anh ta đâu có phạm pháp nữa đâu. Đúng không? Vừa mới phạm đó. Thì giờ là phạm nữa. mà nhưng mà đừng có thấy phạm pháp mà coi thường phạm nghè. Đừng có thấy hoa mai nở mà ngỡ xuân về, đừng có thấy phạm pháp mà bá láp với lại phạm nghè nha. Phạm nghè đó là lôi ra đó, không mà cái vụ mà tù gì đó là phạm nghè lôi ra. Đúng rồi, phạm nghè cũng hay á. Có nhiều những cái thông tin. Thật ra thưa quý vị, năm quan với lại khoan ông ngừng ngay đây, tôi nói này, tôi một câu okay, thôi nói đi. Chị hai đừng có quan quan mà phải coi chừng nam quan nha. Thật sự ra chị hai đã cảm ơn hai đứa mình rồi đó, đúng không? Trong cái live show vừa rồi cũng có nhắc hai tên hai anh em chúng tôi, nhưng mà này hình như có vẻ không có chửi nữa, là tại vì thấy tất cả những cái gì mà Nam Quang với lại Nguyễn Chí Dũng nói nó đều xảy ra hết, đúng không thưa quý vị? Theo đúng trình tự, những gì Nam Quang với Nguyễn Chí Dũng nói đều xảy ra hết đó. Nó chỉ càng nói càng sai. Nó chỉ dồn ông Võ Hoàng Yên vô đường cùng là ông sẽ cắn lại, nói là đừng có đụng vào ổ kiến lửa, cũng đụng vào ổ kiến lửa, rồi nói về chuyện đất đai cũng ra chuyện đất đai, nói về là ảnh chỉ hứa cho tiền cho bạc để mà ủng hộ người nghèo, quỹ từ thiện, rồi ủng hộ Covid cũng như vậy thôi, cũng đúng luôn, là tại vì tất cả đều là bánh vẽ cả. Rồi nói về cái chuyện gì nữa, là chỉ là bây giờ cái livestream, cái nói ở trên Facebook và là YouTube là cái nguồn sống của chị, giống như là máu huyết của chị, rồi chị ngưng là chị không có sống được, cũng đúng y chang luôn. Cái đó đúng lần nhất, rồi xong lần thứ hai cũng đúng nè. Lần thứ hai Nam Quang mới nói hôm qua thôi, Nam Quang nói là chị không, ông Dũng nó trong cái ngày kỷ niệm 15 năm ngày cưới của hai vợ chồng đó, thì Nam Quang cũng nói rồi, ông Dũng nói là bà hứa rồi, bà không có được nói chửi này chửi người kia nữa. Có đúng không quý vị? Không có đúng một chút nào hết á. Nói ông nói là một chuyện, còn bà làm là một chuyện, bà lên bà nói nữa. Tất cả những gì mà Nam Quang với lại anh Nguyễn Dũng nói đều xảy ra hết, không có cái gì là không xảy ra hết. Có những cái chưa nói mà cũng sắp sửa xảy ra rồi nè. Còn bây giờ qua cái vấn đề khác được chưa, hay là vẫn còn là nghệ sĩ là xong rồi ha? Rồi chúc quý vị cùng gia đình có những ngày tháng thật là bình an, vui tươi, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Bye bye.